À, đây mọi người, thằng Long nó mới tậu được một cái con laptop nha, đây, con HD. Đi ba tiệm nữa nha. Đi từ cái vùng nông thôn quê nghèo xa xôi hẻo lánh. Rồi nó đi tới thành phố nó tậu được cái con laptop nè. Này, con này con HD đó, đó VIP luôn đó, thấy không? Nó mặt đại gia. Xài laptop xịn. Rồi nhưng mà cái laptop này là giá học sinh đó nghe mọi người. Giá học sinh á. Cấu hình là cấu hình phụ huynh luôn á. Tính máy thử không? À, cấu hình VIP luôn, không cần test đâu. À, chỉ cần giới thiệu là cấu hình là cấu hình phụ huynh, nhìn là biết cấu hình phụ huynh này. Nhưng mà giá này học sinh. À, máy mới 101% đàng hoàng luôn. Này. À, không, nhìn đại gia có khác. Quải một cái này, cái túi tiền nè, cái này cái túi tiền. Đấy. Đấy, bóc cái túi tiền lên cho mọi người xem này. Đây. Nhưng mà bây giờ không còn tiền, mua cái laptop hết rồi, còn cái túi không à. Vẫn còn tiền. À. Vẫn còn tiền. Nè còn như nè. Đó, thấy không? Còn được rồi. Cái tiền này tiền nó đổ ổ xăng hồi nó đi về. Còn được. Đó, đó, đó. Nè. Rồi. Đó. Đó. Nào. Bây giờ làm gì? Giờ làm chụp game hả? Rồi bây giờ em làm gì em làm đi. Máy này chơi game được không? Nổi, ok hết chưa? Game gì? Game gì chơi cũng được luôn. Báo giá chưa máy này, máy này báo giá chưa? Máy đó giá học sinh. Giá học sinh báo giá luôn chứ. À, cấu hình phụ huynh. Mấy bạn thấy ông bảnh không? Máy mình mua mà ông quải đó thấy bảnh không? Em không? Em không? Em. Đó, ông bảnh toàn lắm ông. Rồi, chìa khóa em đâu? Em móc chìa khóa ai? Mất chìa khóa đi bộ về, ôm máy tính đi bộ về.